Mùa dịch có đôi khi khiến người ta cảm thấy tiêu cực, bức bối nhưng ở đâu đó những điều tốt đẹp và tích cực vẫn luôn đầy ắp ngoài kia. Giống như câu chuyện đang viral khắp cõi mạng mới đây chẳng hạn. Đó là mẫu chuyện về một cụ già 88 tuổi được gia đình người hàng xóm nhiệt tình giúp đỡ lúc bệnh tật. Nói là giúp đỡ nhưng đó cũng chỉ là phần cháo, phần cơm mang sang tận nơi khi người hàng xóm phát hiện bác đã nhiều ngày không thấy mở cửa, cũng không đi đổ rác. Để đáp lại bác cũng tự tay viết hai bức thư cảm ơn với những câu chữ một mạc mà chân thành nhất. Bức thư tay cảm ơn của người hàng xóm già đang gây bão mạng xã hội. Được biết, người đăng tải câu chuyện là Tiểu Yến, cô con gái trong gia đình người sống tốt bụng kể trên. Còn cô Sen, trong bức thư cảm ơn không phải ai khác mà chính là mẹ của Yến, người đã đích thân nấu và mang cơm sang cho bác hàng xóm già mỗi ngày. Mẹ Yến là giáo viên cấp 2 môn tiếng Anh, nhưng đã nghỉ hưu 14 năm nay chia sẻ thêm về câu chuyện cảm động khiến người ta thêm tin vào cái gọi là tình hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, yến cho biết bác hàng xóm già tên Thanh vốn bị lãng tai khá nặng. Có lẽ chính bởi vậy nên bác đã chọn cách viết thư để dễ bày tỏ nỗi lòng hơn, từ đó gia đình yến cũng hiểu bác rõ hơn. Ngày đầu tiên nhà mình mang cháu qua, bác kiên quyết từ chối khiến mình không biết lý do tại sao. Sau khi đọc thư mới biết vì bác sợ phiền mọi người nên mới như vậy. Ngày thường trước khi có dịch gặp bác mình cũng chỉ gật đầu trào, không nói chuyện được quá hai câu, đọc thư mới biết bác là người sống tình cảm, văn phong lại trao chuốt. Mà mình cũng không ngờ bác đã 88 tuổi đâu, nếu như bác không nói Yến nói. Tiểu Yến là người đăng tải câu chuyện cũng là cô con gái trong gia đình người hàng xóm tốt bụng cho biết cả nhà cô rất xúc động trước bức thư đầy chân thành của bác Thanh. Dịch giả nguy hiểm, Sài Gòn lại là nơi có diễn biến phức tạp nhất nên nhiều người đâm gia e ngại việc tiếp xúc với người khác nhất là khi đó lại chỉ là một người hàng xóm không quá thân quen gia đình yến không phải ngoại lệ nhưng rồi tình người vẫn vượt trên tất cả lo lắng khi mấy ngày rồi không thấy bác thanh đi đổ giác hay mở cửa bác thì chỉ sống có một mình sợ có chuyện gì không hay xảy ra nhà mình lại sát vách nên cuối cùng mẹ yến vẫn mang cháu qua rồi còn đập cửa ầm ầm khiến cả xóm ai cũng để ý cũng may bác chỉ bị bệnh người già ăn uống đầy đủ là khỏe Yến chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội vì quá xúc động với bức thư cảm ơn của bác Thanh và muốn lan tỏa cảm xúc tích cực này đến mọi người chứ hoàn toàn không có ý định khoe mẽ gì. Cô cho biết thêm, dù sợ dịch bệnh nhưng cả gia đình luôn giữ suy nghĩ rằng nếu lỡ, dính, thì tất cả cũng bị cách ly chung thôi nên mọi chuyện đâm da chẳng có gì to tác nữa, giúp người vẫn tốt hơn. Bên cạnh đó, Yến tiết lộ ngoài bức thư tay, Bác Thanh còn nhất quyết mang đống dầu ăn và nước tương mạnh thường quân gửi bác nhưng bác không dùng sang nhà bác mẹ Yến nhận, như một lời cảm ơn thứ hai. Mẹ của Yến phần cơm cho bác Thanh và bác Thanh cũng nhất quyết dúi đống đồ này vào cô hàng xóm vì lý do cho bớt ấy nấy. Yến luôn quan niệm rằng, tình người giữa mùa dịch này rất quan trọng. Có thể động viên nhau bằng vật chất, tinh thần đều rất đáng trân trọng. Tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là giữ sức khỏe cho bản thân gia đình thì mới có thể đẩy lùi cô viết được. Cô nàng cho hay sau khi hết dịch, việc đầu tiên Yến làm sẽ là tháo khẩu trang da và cười với hàng xóm một cái. Cô cũng hy vọng tương lai nếu bác Thanh không ngại thì gia đình Yến vẫn sẽ nấu cơm và để phần cho bác. Thật tuyệt đúng không? Ảnh nhân vật cung cấp.